chiều buồn nghiêng nắng, biển vắng mênh mông lang thang mình ta. Mây trên cao bay khuất chân trời và theo gió cuốn trôi đi bao nhiêu mộng mơ. Ngày nào mình tình cờ quen nhau và đến bên nhau vui quên thời gian, quên đi bao âu lo buồn đau với kiếp sống lạc loài. Để đi chốn dịch thì Mr. Thông rủ qua nhà Mr. Thông chơi. Wow, lần đầu tới đây luôn cũng được lắm. Wow, tí tối cho ngủ đâu vậy? Tối cho ngủ đâu? Phòng này thì chỉ có hai phòng thôi, nhà mình chỉ có hai phòng thôi thì chắc Đạt ngủ đỡ phòng bên này đi. Đó. Chỉ có nhà vệ sinh đi bên phòng được. Toilet mà chá. Đi hả? Phòng này đi ha. Đi hả? Ok. Đấy là phòng này đi. Có cái này là gì đây? Tủ là nhà tắm giống đi vô phòng của Mr. Đạt. Thôi vậy thôi vô chị. Hay là Mr. Đạt muốn ở phòng góc bên này? Bên nào? À thôi là mời Mr. Đạt qua đây. Wow, đang dọn phòng hả? Thôi để dọn phòng. Sau khi ăn trưa nhiệt tình thì Mr. Thông giới thiệu đi bơi. Giờ mình xuống mình bơi tí cho mát đi mấy bạn. Lần đầu tiên được qua hồ bơi, Mr. Thông nói hồ bơi mấy đứa nhỏ nó đang bơi. Thôi tại mình vô mình bơi với mấy đứa nhỏ. Mr. Thông sớm nói hồ bơi bên này ok lắm. Lần đầu tiên đi bên này hả Dung? Đã không? Lần đầu tiên đến nhà Mr. Thông. Làm như vậy. À dép dép bỏ đây hả ông Thông? Vô nhà Mr. Thông là phải để dép ở đây nha. Wow, lịch sự quá vậy. Để dép vô, để cái chân mình để dép. Wow, lạnh quá Mr. Thông ơi, gió thổi tay nhiều nha. Wow, hồ bơi này là hồ bơi vô cực nha. Đây là hồ bơi vô cực luôn. Lần đầu tiên được ra chỗ của Mr. Thông tắm biển thật là đã. Mr. Thông bơi hồi lọt xuống dưới biển luôn hả? Bơi hồi bơi xuống biển tràn hồ là sao? Bơi hồ vô cực, các bạn bơi thoải mái. Bơi hồ vô cực lắm hả? Bơi vô cực lắm. Đâu có thể tiếng nào vô bơi, bơi hồ vô xuống, xuống đi. Hồ vô xuống đi chứ vô này vô cực quá vậy. Đâu ra coi thử thôi. Có sao không? Có sao không không? Em biết rằng dù đã ra đi phương xa tìm em, nhưng em đã lạc vào cõi mơ. Trong trái tim anh luôn luôn mong em về đây. Chờ cho đến kiếp sau, chờ mãi thôi. Nếu đã có những lúc em biết rằng dù đã ra đi phương xa tìm em, nhưng em đã lạc vào cõi mơ. Trong trái tim anh luôn luôn mong em về đây. Tìm tay anh lẻ loi, chờ mãi bóng em xa. Chờ cho đến kiếp sau, chờ mãi thôi. Nếu đã có những lúc em biết rằng dù đã ra đi phương xa tìm em, tìm hoài một cánh hoa năm nào, tìm hoài một cánh hoa. Chưa có lương. Việt Tinh Banh tới. À, Việt Tinh Banh tới hả? Wow, sương mù rồi cho nên không có thấy gì hết luôn. Hôm nay sau khi tắm xong thì lên rất là lạnh luôn, rất là phê, nhưng mà tắm rất là đã luôn. Thấy không? Kỳ đã. Trải nghiệm hồi hôn trên biển. Con quay là gì nó luôn dưới vậy, lạnh. Lạnh quá. Chưa kịp kính hàng vô nữa, lấy máy giùm đi. Sau khi bơi xong thì Mr. Thông sẽ đãi cho một món rất là ngon, đặc biệt sẽ làm ống nồng hết tất cả mọi người.
Nó xin lỗi.